Chị thắc mắc là khi mà bạn nữ làm đêm như vậy nhiều rồi thì em thực sự em cũng không muốn bạn nữ kiểu làm đêm xong rồi như mà em nói là sẽ bị xuống sắc rồi ảnh hưởng sức khỏe, thì không biết là bạn nữ có Không không, bạn bạn nữ không đi làm đêm. Hồi nãy cô cũng có chia sẻ là cái này là part time á, khi nào mà cái ca nào học mình rảnh thì mình tới mình làm nhưng thôi. mà ở đây Phát nó có nhắc đến từ xuống sắc, nghĩa là nó trọng sắc. Phải không em? Trời ơi nè, bây giờ thí dụ mà nhan sắc sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong quyết định của em? Em nghĩ là 70. Sau khi nghe khẩu lệnh từ chúng tôi, người mà gia đình cho phép được yêu là ai? Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên, cánh cửa mở ra. Nếu trùng khớp với lựa chọn của người chơi chính, đó chính là bạn Gia Phát ngày hôm nay, thì bạn Phát sẽ là người đi vào bên trong và dìu tay cô gái ra sân khấu trung tâm. Còn nếu như lựa chọn của gia đình là một cô gái không trùng khớp với lựa chọn của Gia Phát, thì lúc đó mẹ Hoa sẽ là người đi vào dẫn cô gái ra đây. Nhưng mà em có thể nào biết được là nếu mà trong hai bạn ấy thì Gia Phát sẽ thích bạn nào hơn không? Thì em thấy bạn và hãy cho chúng tôi biết cô gái mà gia đình cho phép được yêu là mẹ Văn và Thu Uyên. Cho đôi trẻ nên duyên, phải lựa chọn làm sao đây, yeah. Sao khó qua đi, bao gia đình đều muốn kết duyên, phải lựa chọn làm sao đây, một chưa đúng, cho phép được yêu, let's go. Cảm ơn mẹ cũng như là mọi người đã chọn đúng như mà ý mà em mong muốn. Em biết mọi người luôn muốn em có một người phụ nữ chăm sóc mình, cũng như là luôn muốn em trưởng thành hơn, bớt bề bộn hơn, luôn có một người che chở chăm sóc, xong rồi lo cái ăn cái mặc cũng như là những thứ mà em thiếu thốn trước kia, những thứ mà mẹ không làm được. Không phải là mẹ không muốn chăm sóc con, tận sâu trong lòng mẹ, con là con trai của mẹ, luôn là con trai của mẹ, con tha thứ cho mẹ. Sau này mẹ hy vọng con có bạn gái con sẽ thông hiểu cho con, hai đứa nhận nhịn nhau, con bản thân con làm được gì thì làm, đừng tổn thương bạn gái con. Con có thể hiểu được tâm trạng của cô cũng như là của Phát, nên là cô yên tâm đi, nếu mà cô đã lựa chọn con thì đúng rồi cô. Tại hồi nãy giờ là con có cái thắc mắc gì nè, lúc đầu á, lúc mà cái vòng mà thể hiện tài năng á, con nghe cô nói là 99% á là con nghiêng về Thu Phương rồi, mà sao tự nhiên cuối cùng á mình lại có một cái sự thay đổi ngoạn mục, chuyển sang là mình chọn bé Thu Uyên, thì không biết là nguyên nhân hay là một cái lý do đặc biệt nào hả mẹ Hoa? Cô rất là vui vì được biểu diễn với con của ba em. Nhưng ở đây có sự lựa chọn là lý trí của người mẹ, là muốn con mình có một bờ vai chung tay, chung tất cả những cái gì đó, chứ không phải riêng múa là ý thích của người mẹ. Dạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!